Phật tử trên đấy có hay đi nhà tu tập không? Có hay đi lễ Phật à? Đi lễ Phật thì hay đi, còn tu tập thì chưa biết, chưa tu tập. Nhờ sư sẽ giảng là cho các Phật tử một cái bài pháp nói về tu phước và tu tâm. Thì một người thì đến với khi mình đến chùa sẽ có hai mặt, một là mình đến để tạo phước hay, và một là hoặc là đến chùa để tu tâm. Thì hai cái này nó sẽ có sự khác nhau. Khi mình đi chùa thì mình sẽ rất là dễ dàng trong cái việc tạo phước. Nhưng mà cũng có thể có những cái người thì đến chùa với một cái mục đích khác, đó là để tu tập. Để tu tập là để sửa đổi cái thân tâm của mình. Vậy thì như thế nào thì là tu phước, thế nào là tu tâm? Thì thường thường thì nếu mà ở thế gian người ta cứ nghĩ rằng là đi chùa để cầu phước. Tức là giống như là Phật sẽ ban phước cho mình. Thì những cái hiểu như vậy thì lại là mê tín, là cái hiểu sai. Vì đa số mọi người thì cứ nghĩ rằng là mình đi chùa sẽ cầu cầu xin, hay là Phật hay là các cái vị thiên thần sẽ gia hộ độ trì cho mình, hay là mình cầu xin cho bản thân mình và cầu xin cho những người thân của mình còn sống và những người thân đã quá vãng. Thì nếu như cái tâm lý là mình cầu xin mà được thì nó lại không có phải là nó không đúng, mà cái điều đó nó không có chân thật. Mà thực ra thì khi mình đi chùa thì những cái hành động, cái thành tâm và những cái tâm thiện lành của mình nó tạo ra phước. Và tính từ những cái phước đấy mình mong cầu một cái điều gì chân chính, mình mong cầu một cái điều gì đó mà nó phù hợp với những cái phước mà mình đã tạo ra, thì cái điều đó nó sẽ thành tựu được. Ví dụ như là bây giờ khi mà mình bắt đầu vào chùa thì mình chắp tay mình kính lễ Đức Phật. Khi mà mình kính lễ Đức Phật như vậy là mình khởi lên một cái tâm thiện kết hợp, cái tâm thiện này nó có thể kết hợp với trí tuệ hoặc nó không kết hợp với trí tuệ. Vậy thì khi mà các cái loại phước của mình tạo ra, nó có những cái phước đó là cái phước kết hợp với trí và phước mà không có trí tuệ đi kèm theo. Ví dụ khi mà mình cúng dường nên Đức Phật, mình chỉ thắp một nén hương, một cây nến, một bông hoa, hay là dâng lên cúng dường Đức Phật bất cứ một cái gì đó thì nó cũng tạo ra một cái phước. Thì Đức Phật là một cái bậc có những cái phước lành lớn, là một cái bậc có công đức lớn. Nếu một cái người cúng dường lên Đức Phật một cái gì đó thì cái phước lành của mình sẽ rất lớn. Nhưng nếu như mình mà hiểu đúng thì nó cái phước đấy nó sẽ đi kèm với trí tuệ. Còn nếu như mình không hiểu đúng thì nó gọi là một cái tâm thiện không có trí. Ví dụ như là khi một người kính lễ Đức Phật, biết rằng là Đức Phật là một bậc cao thượng. Cao thượng bởi vì Ngài là một bậc thánh, một bậc thánh nhân, một cái bậc đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si. Vậy khi mình kính lễ Đức Phật thì mình không phải là Đức Phật không phải là thiên thần, Đức Phật không phải là thần linh. Nếu mình nghĩ Đức Phật là thần linh thì lúc đấy là cái tâm của mình đã bị sai, hiểu sai rồi. Nhưng mà lúc ấy mình hiểu Đức Phật cũng là một con người, nhưng đó là một bậc đã giác ngộ, một bậc có cái trí tuệ cao thượng, và một bậc không có nỗi lầm, tức là một bậc không có tạo ra tội lỗi gì, một bậc không có phiền não tham sân si. Đôi khi một cái người mà mình đảnh lễ Đức Phật là mình đảnh lễ cái tâm vô tham của Đức Phật, tức là đảnh lễ cái vô sân, đảnh lễ cái vô si, mà mình đảnh lễ cái trí tuệ giác ngộ, mình đảnh lễ cái sự giải thoát. Thì đảnh lễ như vậy thì đấy gọi là thiện tâm hợp trí tuệ. Thì từ cái thiện tâm hợp trí tuệ đấy là một cái phước này.
Hay là mình cúng dường Đức Phật thì mình cũng biết là vì Đức Phật là bậc vô tham, vô sân, vô si, là một bậc có công đức lớn, có trí tuệ lớn. Cho nên là mình cúng dường là cúng dường bởi cái đức hạnh và trí tuệ ấy. Thì cái đấy nó gọi là thiện tâm kết hợp với trí tuệ. Và đấy là những cái phước này. Hay là khi một cái người mình quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mà cái người đấy có cái sự hiểu biết là quy là gì, Phật Pháp Tăng là gì. Như mình nếu như một người mình có quy nhưng mình không hiểu gì cả, thì gọi là cái tâm, khi mình khởi lên cái tâm quy là tâm thiện, nhưng mà mình không hiểu gì, thì là cái tâm thiện không có trí tuệ. Còn nếu như khi mà mình phát tâm quy y mà mình biết là quy y, biết là Phật là một bậc đã đoạn trừ phiền não, giải thoát khổ đau, sinh tử. Pháp là cái lời dạy của Đức Phật là để dẫn dắt mọi người tu tập đoạn trừ phiền não, giải thoát khổ đau. Tăng là những người tu hành đang đi đến đoạn trừ phiền não, giải thoát khổ đau, chứng ngộ Niết Bàn. Hiểu như vậy là thiện tâm hợp trí tuệ và mình có cái phước đi kèm với trí tuệ. Và nếu mình không hiểu như vậy thì mình vẫn có phước nhưng không có trí tuệ. Khi một người thọ trì năm giới vậy, thì mình biết là thọ trì năm giới để làm gì. Vì một cái người mình có một cái niềm tin đúng rằng là có đời này, có đời sau, có nhân, có những cái nghiệp thiện, có cái nghiệp ác. Cái nghiệp thiện thì để lại cái quả báo an vui, tức là nó sẽ cho trổ cái quả phước an vui ở đời sau. Và cái những cái nghiệp, những cái hành động tội lỗi bất thiện của mình, nó sẽ để lại cái quả báo khổ đau ở đời sau. Thì cũng như vậy, sẽ có những cái cõi khổ và có những cái cõi vui. Ví dụ như là có những cái cõi khổ đau như là địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, có những cái cõi an vui như là cõi nhân gian, cõi thiên giới. Thế thì mình biết rằng là tất cả những cái khổ đau hay là an vui đó nó do cái nghiệp của mỗi chúng sinh. Những cái người nào làm việc ác phải đọa trong cõi khổ đau, làm việc thiện thì được sinh lên cõi an lành. Vì một cái người có hiểu như vậy thì mình biết rằng vì vậy cho nên phải giữ giới, không sát sinh để mình tránh tạo cái tội lỗi, mình tránh khổ đau ở thân này, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, cũng vậy. Vậy thọ trì và có cái sự hiểu biết như vậy thì nó đi kèm với trí tuệ. Vậy đấy nó là phước và nó đi kèm với trí. Thì một cái người khi mà mình tạo phước là thế, có cái phước này nó tạo ra từ cái sự bố thí của mình, cúng dường của mình. Phước này nó tạo ra từ cái sự giữ giới của mình, tức là mình thọ trì tam quy ngũ giới, nó tạo ra phước. Phước này nó tạo ra từ cái tâm cung kính của mình. Như là mình có cái tâm thành kính, mình chắp tay kính lễ Phật, thì mình tạo ra cái phước này. Rồi là cái phước này nó sẽ tạo ra từ cái sự tụng kinh, nghe Pháp, tu tập về hành thiền. Thì có rất nhiều những cái phước như vậy. Thế thì bây giờ một cái người mình hiểu rằng là phước là do mình tạo ra, chứ không phải là phước mà do cầu mà có. Vậy thì đi chùa là như thế. Đi chùa là mình sẽ để mình tạo phước, chứ không phải đi chùa để cầu phước. Vậy thì bây giờ nếu là một cái người có trí tuệ, phải thay đổi cái tư tưởng của mình, không phải đi chùa để cầu phước mà là đi chùa để tạo phước. Tạo phước bằng cách nào? Tạo phước bằng cái cách kính lễ là có phước, cúng dường là có phước, tu tập là có phước, nghe Pháp là có phước. Hay là khi mình nhờ trước Phật, mình nhờ sám hối lại những cái nỗi lầm của mình đã tạo ra, để mình ngăn ngừa những cái nỗi lầm đấy, và mình tinh tấn làm những cái thiện nghiệp hơn, làm cho cái tâm thiện của mình nó khởi lên. Bây giờ mình chỉ cần biết được này, mình chỉ cần nhìn thấy hình ảnh Đức Phật, chỉ nhìn thấy hình tượng của Đức Phật là cái tâm thiện nó đã khởi lên rồi. Vậy thì cái tâm thiện nó sinh ra phước, cái tâm thiện lành này nó sinh ra phước. Vậy thì đấy là những cái hành động đấy của mình nó tạo ra phước. Đấy, vậy thì nó sẽ là một cái cách như vậy. Đấy là đi chùa là để mình tạo phước. Để khi có phước rồi thì mình làm gì? Khi có phước rồi thì lúc đấy mình ước muốn một cái điều gì đó nó phù hợp với những cái phước mà mình đã tạo thì mình sẽ đạt được. Ví dụ như là khi mà mình có phước, mình đã tạo ra phước rồi, mình khởi lên cái tâm mong muốn được sống lâu, thì cái phước đấy sẽ hỗ trợ cho mình là tạo được cho mình cái sự sống lâu. Cái phước này mình mong muốn là cầu mong cho con được mạnh khỏe, thì cái phước của mình nó có, thì mình mong muốn mạnh khỏe, mình sẽ được mạnh, nó mới hỗ trợ cho mình được mạnh khỏe. Mình mong muốn được an vui thì được an vui. Mình mong muốn có sắc đẹp, có trí tuệ,
thì những cái phước này thì nó sẽ hỗ trợ. Mình mong muốn có tài sản, có những cái công danh sự nghiệp gì thì chính những cái phước lành này hỗ trợ. Nhưng mà bây giờ mình có phước, mình cũng muốn mong muốn cho những người thân cũng được tùy hỷ, cũng được hưởng những cái điều đó. Mình mong muốn cho cả người sống và người đã chết đều được hưởng cái điều đó thì phải làm sao? Vì vậy khi mình có phước ấy thì mình cũng mong muốn là cầu mong cái, những cái phước lành này của con tạo ra, mong cho những thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, các vị ấy được sự an vui. Nhưng chỉ khi nào các cái thân bằng quyến thuộc của mình ấy, mà những người đấy người ta có cái hiểu biết rằng là mình đã tạo ra phước và mình mong cho họ được an vui, rồi người ta hoan hỉ với cái phước của mình đã tạo, họ mới được hưởng. Còn nếu như họ mà không có được, không hoan hỉ cái phước của mình đã tạo, họ không hưởng được. Ví dụ như là bây giờ mình mong muốn là những người thân còn hiện tại của mình, những người thân trong gia đình mình cũng được hưởng cái phước này này, thì bây giờ mình phải làm sao? Thì phải khơi được cái niềm hoan hỉ của họ đối với những cái việc phước của mình đã tạo. Ví dụ như là hôm nay này, mình đã làm những việc phước này, đi lễ Phật này, cúng dường Phật này, rồi là làm những việc phước lễ bái này, cung kính này, nghe pháp hành thiền tụng kinh, thì tất cả những cái đấy là phước này. Thì khi mà mình nói rằng là đấy là những điều phước này, mong cho mọi người cũng được hưởng những cái điều phước đấy, thì những cái ai có cái tâm khởi lên cái sự chấp nhận cái điều đó thì người đó sẽ được hưởng cái phước đấy. Nhưng mà nếu như người ta không chấp nhận là không được hưởng. Cũng giống như khi mình có tài sản mình cho người khác mà người ta chấp nhận, người ta nhận thì là họ sẽ được. Nhưng mà người ta không nhận thì không được. Cũng như vậy, mình có phước mình cho người khác, nhưng nếu như những người khác người ta nhận thì sẽ được, và không nhận là không được. Cũng vậy như là bây giờ mình thấy một người khác làm phước, bất cứ một người nào làm phước, nhưng mà mình hoan hỉ với cái việc phước của người đấy, cũng như là mình chấp nhận cái phước của người đấy, thì mình sẽ được hưởng phước như người đấy đã tạo. Nên là Đức Phật mới dạy là nó giống như là một cái cây nến, một ngọn lửa ở một cây nến nó có thể mồi sang rất nhiều cây nến. Vậy thì một người tạo phước, nhưng mà nếu như rất nhiều người tùy hỷ thì sẽ rất nhiều người được hưởng phước. Thì đấy là cái việc đi chùa phải tạo phước. Thì ở thế gian vậy, người ta sống ở trên đời mình sẽ thấy có những cái người mà có phước nó sẽ khác với người không có phước. Thì nó sẽ có cái ở trên đời sẽ có những hạng người đó là một người có nhiều phước, người thì có ít phước, người thì có phước mà lại không có trí, có người thì có trí mà không có phước, thì có người có cả phước cả trí, và có người thì không có cả phước mà cũng không có cả trí. Thì thế nó đều là do cái nhân mà cái người đó đã tạo, nó tương ứng như thế. Ví dụ như là một cái người bây giờ mình chỉ biết tạo phước, đó là cũng biết làm rất nhiều việc thiện, lại cũng biết cách làm những cái thiện pháp, nhưng mà mình lại không có nghe pháp, không có được nghe giảng giải những cái điều chân, những cái điều sâu sắc ở trong giáo pháp, thì những cái việc phước đấy của mình làm nó chỉ có phước mà nó không có trí tuệ. Khi cái phước đấy nó sẽ trổ quả bằng cái cách đó là có thể đời sau mình sinh ra mình sẽ được làm một cái người sống lâu, mạnh khỏe, an vui, có sắc đẹp, có tài sản, nhưng không có trí tuệ. Đấy là một cái người có phước mà không có trí là vậy. Còn có những cái người có trí mà không có phước, đó là cái người này rất là hiểu biết, tức là có chăm chỉ học học pháp, nghe pháp, suy tư về giáo pháp, hiểu rất là sâu về về phước thiện, và vị đó thấy ai làm phước, vị đó biết người đó đang làm phước, thấy ai có tội, vị đó biết người này là người có tội, nhưng bản thân vị đó không làm phước. Vị đó không bố thí, không cúng dường, không giữ giới, không cung kính, không có tu tập làm phước, thì cái quả báo của cái người đó là đời sau sinh ra họ có trí tuệ rất là sắc bén, nhưng lại không có phước, không có những cái phước về về vật chất, nhưng mà họ có cái trí tuệ thuộc về tinh thần. Thì đấy là cái người mà có phước mà không có trí. Còn cái hạng người mà có cả trí và phước, đó là cái người đó mỗi khi làm một việc phước gì đi kèm với trí tuệ ngay lập tức. Ví dụ như là cái người đấy, khi vị đó tăng tất cả những cái hành động, vị đó biết cái việc gì có tội, vị đó biết là có tội, cái việc gì có phước, vị đó biết là có phước, vì ấy biết rằng là sát sinh là có tội,
trộm cắp tà dâm nói dối, uống rượu là có tội. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu là có phước. Thì cái người giữ gìn tránh xa những cái tội lỗi là có phước. Người đấy biết rằng là Đức Phật là một bậc cao thượng, một bậc đã đoạn trừ hết tham sân si, một bậc phước điền vô thượng ở thế gian. Và vị đấy mỗi khi nhìn thấy Đức Phật, vì đó khởi lên cái tâm cung kính, nhưng mà vì đó kính lễ, là kính lễ cái trí tuệ và đức hạnh của Đức Phật, kính lễ cái vô tham vô sân vô si của Đức Phật, chứ không phải là kính lễ một đấng thần linh. Vậy thì cái người đấy là người có phước và có trí. Cái người đấy khi mà bố thí thì vị đó biết rằng bố thí là đang gieo một cái nhân, gieo một cái hạt giống vào cái mảnh ruộng, rồi sau này nó sẽ trổ nên cái cây. Vậy cho nên là mỗi một khi vị đó làm một cái việc phước xong, vị đó khởi lên một cái tâm, vị đó biết rằng đây là phước, và vị đó mong cầu một cái điều gì đó nó tương ứng với cái phước đấy. Vì đó có thể là khi mình tạo phước xong, mình có thể phát nguyện là cầu mong cho con đoạn trừ cái phước này này, để hỗ trợ cho con đoạn trừ hết phiền não và chứng đắc niết bàn trong ngày vị đa. Vì đó có thể đoạn trừ là, vì đó có thể cầu mong là cầu mong cho con trở thành một vị Phật ở trong tương lai. Vì đó có thể đoạn cầu mong rằng nhờ cái phước này trong tương lai con sẽ trở thành một bậc thánh nhân. Đấy là những cái điều mà cầu mong cao thượng, và tất cả những cái điều đấy nó sẽ đạt được ở trong tương lai. Nhưng mà cũng có thể vì đó lại cầu mong những cái điều như là cầu mong cho con trở thành một vị thiên, chư thiên ở các cõi trời. Thì khi mình chết ở cái cõi này, mình sẽ sinh lên các cõi trời, trở thành các vị chư thiên. Hoặc là cũng có người thì nghĩ là cầu mong cho con kiếp sau trở lại sinh ra là một cái người thông minh, trí tuệ, hay là có sức khỏe, hay là tức là mình mong muốn trong thâm tâm của mình có một cái ước muốn gì đó. Thì khi mà mình tạo phước và mình ước muốn cái điều đó, thì cái điều đó, những cái phước ấy nó sẽ hỗ trợ cho mình. Nếu cái phước đó nó mạnh thì nó sẽ cho cái quả nó trổ rất là nhanh. Nhưng mà nếu như cái phước đó yếu thì mình phải tích lũy dần dần. Cũng giống như là bây giờ mình muốn xây một ngôi nhà to, mình phải có một cái thời gian dài để tích lũy kinh phí. Khi nào mình đủ cái kinh phí đấy thì mình sẽ làm được cái điều mình mong muốn. Thế thì cái điều mình mong muốn lớn thì mình phải có một thời gian dài để tích lũy. Cũng như vậy, những cái điều mình mong muốn thì nó phải có phước, và mình về cái phước của mình nó tích lũy dần dần thì nó sẽ lớn lên. Sau đó mình ước muốn những điều to lớn cũng đạt được. Ví dụ như Đức Phật, khi mà Đức Phật, để mà trở thành một vị Phật như Đức Phật, thì Đức Phật phải khởi lên một cái ước muốn, mong muốn trở thành một vị Phật. Sau đó thì phải tích lũy công đức trong 4 A Tăng Kỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp. Tức là để trở thành một vị Phật thì rất là khó. Vì cần rất nhiều công đức, cần rất nhiều cái phước và cần rất nhiều trí tuệ. Vì vậy phải tích lũy trong cả hàng rất nhiều A Tăng Kỳ Kiếp và rất nhiều 100.000 đại kiếp thì mới thành tựu được. Nhưng mà mình ước muốn những cái điều giản dị bình thường thì nó sẽ thành tựu rất là nhanh chóng. Vì vậy đấy được gọi là tu phước. Còn cái thứ hai nữa là đến chùa để tu tâm. Vậy thì một cái người mà cái bước đầu tiên đến học đạo là vậy, là biết phân biệt thiện ác chánh tà. Sau đó thì mình cũng mong những cái điều phước này, mình có cái niềm tin rằng là nó có những cái nghiệp thiện và nghiệp ác, và nó có cái quả báo của nghiệp thiện và nghiệp ác. Nhưng mà rồi là mình khởi lên cái ước muốn là mình sẽ tu tâm. Tu tâm là đi đến giải thoát. Tức là một cái người mà khởi lên cái ước muốn tu tâm, tức là cái người đấy đã khởi lên một cái, đã có một cái trí tuệ. Tức là cái người đấy là phải là một cái người đấy khởi lên một cái trí tuệ, biết được rằng là thế gian này, ở trên thế gian này, dù là mình có phước hay người không có phước, dù người sướng hay người khổ, thì cuối cùng cũng không thể tồn tại mãi được, cũng phải sinh già bệnh chết. Dù có là vua chúa cũng phải sinh già bệnh chết. Vậy thì mình biết là thế gian này là giả tạm, là vô thường. Dù mình có rất nhiều phước đi chăng nữa, mình cũng không thể nào làm chủ được cái sinh tử. Hay là một cái người đấy khởi lên cái ý nghĩ rằng nếu như một người có phước lớn hơn nữa, được sinh về cõi trời, trở thành những cái vị thiên thần, hưởng những cái phước rất là lớn ở cõi thiên giới,
nhưng vẫn không thể nào làm chủ được cái sinh tử, vẫn phải chết. Vậy thì một cái người khởi lên cái ước muốn tu tâm là một cái người đấy khởi lên một cái ước muốn là được giải thoát khỏi sinh tử. Tức là một cái người đấy biết rằng là còn ở trong sinh tử thì cái cơ hội để mình tạo phước cũng có, nhưng mà cái cơ hội để tạo tội nó cũng rất là nhiều. Mình có thể tạo phước nhưng mà cái thời gian tạo phước chưa chắc đã nhiều bằng cái thời gian mình tạo tội. Có thể mình có phước nhưng mà cái tội có thể sẽ còn nhiều hơn. Vì vậy cái sự vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm còn nhiều hơn. Tức là nếu như một cái ngày nào mình còn ở trong cái dòng luân hồi sinh tử này thì là như thế. Mình luôn luôn cảm thấy là cái khổ đau sẽ nhiều hơn là cái an vui. Và ở cõi này hay là bất cứ cõi nào cũng vẫn tiềm ẩn những cái sự nguy hiểm. Đó là mình có thể nguy cơ phải đọa vào địa ngục, nguy cơ đọa làm súc sinh, nguy cơ đọa làm ngã quỷ là rất nhiều. Và trong những đời quá khứ cho đến giờ, mà nếu như một cái người nào mà tu tập, mình chứng được cái túc mạng thông, mình nhớ lại những cái kiếp quá khứ, thì mình sẽ thấy được rằng là vô số kiếp mình đã đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Cũng có rất nhiều kiếp mình đã từng được sinh lên có nhân gian và thiên giới. Vậy thì trong cái luân hồi, các cái nẻo luân hồi ở trong tam giới là mình đã từng có trải qua hết rồi. Và một cái người nào cảm thấy cái dòng sinh tử này là bất tận, đầy những cái khổ não, và cái người đấy khởi lên cái dòng ước muốn được giải thoát khỏi cái luân hồi sinh tử, thì cái người đấy bắt đầu khởi lên cái ước muốn là học đạo tu tâm. Thì cái việc tu tâm thì đầu tiên là cái người đấy học đạo để cho hiểu về giáo pháp. Tức là cái người muốn tu tâm thì cần phải hiểu được về thiện ác chánh tà. Thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là chánh, thế nào là tà. Khi nghe pháp mình hiểu pháp rồi thì lúc đấy mà cái người đấy sẽ biết được rằng là trong cái tâm của mình nó có cái tâm thiện và có những cái tâm bất thiện. Dù như là khi mà mình khởi lên một cái tâm tham, tham ở đây thì nó sẽ nằm ở các cái căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Dù như con mắt nó tham với cảnh sắc, tai nó tham với âm thanh, mũi tham với mùi hương, lưỡi tham vị và thân tham với sự xúc chạm, thì đấy được gọi là các cái căn này nó tham đắm với các cảnh trần, thì nó sẽ bị cái cảnh trần này nó trói buộc, và cái người này sẽ chìm đắm ở trong cái dòng sinh tử. Đấy được gọi là tâm tham. Tham nó sẽ trói buộc cái người, cái chúng sinh đấy. Cái lòng tham mà càng lớn thì cái trí tuệ nó sẽ bị mai một và nó sẽ yếu dần đi. Và cái tâm ngu si, cái tâm gọi là tham thì nó sẽ sinh ra si mê tham, và nó càng ngày nó càng mê muội. Thì vậy vậy cho nên là tham nó che lấp mất cái trí tuệ của mình. Vậy một người tu tập là khởi lên cái ước muốn là đoạn trừ tham. Một cái người tu tập khởi lên cái ước muốn là đoạn trừ sân. Ví dụ như là khi mà trong tâm mình có những cái sân hận giận hờn, thì khi mà mình sân hận giận hờn đến mình bộc phát ra thành cái lời nói, thì cái lời nói đấy nó chứa đầy cái sự sân hận, nó sẽ làm khổ mình và khổ người khác. Cái lòng sân hận của mình nó bộc phát ra những cái hành động ở nơi thân, thì những cái hành động đấy là bất thiện và nó sẽ làm khổ mình và khổ những chúng sinh khác. Đấy, vậy thì một cái người tu tập là muốn đoạn trừ những cái tâm sân ở trong tâm. Người mà tu tâm thì biết rằng là cái tâm mình nó có cái tâm si mê. Si mê nó là nó không biết được cái chuyện phải trái đúng sai, chánh tà tốt xấu, thiện ác. Ví dụ như là si mê thì cái người đấy sẽ không biết được là ví dụ như là mình biết là ở trên đời tại sao có người an vui, có người khổ đau, có người sống lâu, có người chết sớm, có người đẹp, người xấu, có người trí, người ngu, có người thiện và có người ác. Về trước khi mình sinh ra ở đời này mình như thế nào, và sau khi chết mình sẽ đi về đâu. Có rất là nhiều những cái điều bí ẩn ở trong cuộc sống mà chưa có giải đáp được những cái thắc mắc, những cái hoài nghi đấy, thì trong tâm mình còn si mê. Vậy thì phải tu tập làm sao để nó đoạn trừ được những cái tâm si mê đấy, thì đấy được gọi là tu tâm. Bởi vì tu tâm là cái tu tập mà để làm cho cái tâm của mình nó
đoạn trừ hết những cái cấu uế phiền não, cái tâm của mình nó trở nên thanh tịnh, thì tham sân si đấy là cấu uế phiền não, mà vô tham vô sân vô si là cái tâm nó thanh tịnh. Vậy thì cần phải tu tập như thế nào? Thì cái sự tu tập nó cần phải có cái mức độ tuần tự tu tập. Ví dụ như là phải tu tập từ cái dễ mà cho đến khó. Thế thì tu tập là để dứt bỏ những cái nỗi nầm. Thì những cái nỗi nầm nó sinh ra ở ba cái căn của con người. Thân của mình có thể tạo nên nỗi nầm, khẩu nó sẽ tạo ra nỗi nầm, và ý của mình, tức là thân khẩu ý, ý tức là tâm của mình, nó sẽ tạo ra nỗi nầm. Bây giờ tu tập làm sao để cho thân không có nỗi nầm, khẩu không có nỗi và ý không có nỗi? Thì thứ nhất là cái vị đó mới thọ trì tam quy và giữ giới. Ví dụ như là mình giữ giới là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì ở thân của mình nó sẽ có những cái nỗi như là không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Vậy một cái người đó tu thân có nghĩa là mình không làm những nỗi nầm về thân, mình ngăn ngừa, không cho cái thân của mình nó sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Vậy là cái thân nó thanh tịnh, không cho cái khẩu của mình nó nói những cái lời nói nỗi nầm như là nói dối, nói những cái lời mà chỉ trích, nói những cái lời thêu dệt, có nói những cái lời độc mà bất thiện, nói những cái lời phù phiếm, nói những cái lời thô tục. Nếu mà trong mình không nói những cái lời như vậy thì những cái lời nói của mình nó thanh tịnh. Vậy thì cái người đấy cần phải tu tập, thứ nhất là giữ những cái thọ trì giới, đấy là cái điều căn bản thứ nhất. Thọ trì giới rồi, thứ hai nữa là sống có cái sự thu thúc, tức là cái người đấy có cái oai nghi tề chỉnh, thu thúc thân tâm, thu thúc các căn. Ví dụ như là vị đó biết thân cận những cái môi trường tốt và tránh xa những cái môi trường xấu. Những cái nơi nào mà có những cái pháp bất thiện, ví dụ như là vì đó không có thân cận, như là mình không đi đến những cái nơi như là cờ bạc, rượu chè, hay là những cái nơi nào mà mình sẽ dễ bị xa vào những cái nỗi nầm, mình tránh xa, hay là những cái bạn bè bất thiện rủ rê, và cái người đó biết tránh thân cận những cái bậc minh sư thiện tri thức. Thì đấy là một cái pháp, là cái người đó biết có cái sự thu thúc giữ gìn. Cái người đấy biết nuôi mạng thanh tịnh, tức là chọn một cái nghề nghiệp nào đó mà nó, cái nghề nghiệp đấy nó không có tạo ra tội lỗi. Cái người đấy như là có những cái nghề là cái nghề mà nó tạo ra tội lỗi, nhưng mà cũng có những cái nghề nó tạo ra phước lành. Vậy thì một cái người nào mà biết tránh nỗi nầm ấy, thì cái người đấy biết quan sát cái nghề nghiệp của mình, tức là cái nghề nghiệp mà mình đang sinh sống. Ví dụ cái nghề đấy mà hàng ngày mình phải sát sinh, như là cái người đấy làm cái nghề đánh bắt, thì cái nghề đấy là bất thiện, và mình sống bằng cái nghề đấy là mình sẽ tràn ngập những cái nỗi nầm, và sau này mình sẽ bị đọa, mình sẽ bị trả những cái quả báo khổ đau. Vậy thì phải biết từ bỏ những cái nghề mà có tội và làm những cái nghề vô tội. Hay là những cái nghề nó không trực tiếp làm tạo ra tội, nhưng nó gián tiếp tạo ra tội. Nó gián tiếp tạo ra tội như là một cái người đấy làm những nghề chế tạo thuốc độc, chế tạo ra những cái chất say nghiện, chế tạo ra những cái công cụ đánh bắt chúng sinh, chế tạo ra những cái loại vũ khí để giết người. Thế thì những cái nghề đấy, khi mà mình làm những cái nghề đấy vẫn khởi lên cái tâm bất thiện. Cái nghề đấy mình sẽ nghĩ rằng cái phải làm như thế này thì cái vũ khí này nó mới có thể sát thương được những cái người khác. Hay là mình buôn bán những cái đồ, những cái chất đấy, những cái vật dụng đấy, thì nó cũng tạo ra tội lỗi. Thì đấy là có những cái nghề nghiệp tạo ra tội lỗi, cái người đó biết tránh xa thì mới vô tội được. Và cái người đấy có cái sự chi túc, tức là sống không có quá tham đắm. Sống có cái tâm biết đủ, là mình biết rằng cái lòng tham của con người thì nó là vô đáy. Nên là ví dụ như là có những cái vật dụng trong cái cuộc sống hàng ngày, như là chỗ ăn, chỗ ở, cái mặc của mình, nó cũng là một cái nhu cầu vô tận. Nếu mà một cái người nào biết chi túc thì mình sẽ có được cái tâm nó cũng định tĩnh, nó tự tại, nó đỡ chạy theo cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Đấy là một cái bước tu tập căn bản đầu tiên. Mặc dù mình tu tập như vậy
thì mình sẽ trở thành một cái người không có tội lỗi, tức là như một cái người ở thế gian là một cái người sống có đạo đức, không có lỗi lầm gì, không có tội lỗi gì. Nhưng mà thực ra thì những cái phiền não nó vẫn ngủ ngầm ở trong tâm. Những cái tâm tham sân si, nếu như mà mình biết chế ngự, nó không bộc phát ra thân, nó không bộc phát ra thành lời nói, nhưng mà nó vẫn âm ỉ, nó vẫn ngủ ngầm ở trong tâm, thì cái việc tu tập cần phải có một cái mức độ cao hơn nữa để đoạn trừ, để tẩy trừ tất cả những cái phiền não ngủ ngầm ở trong tâm nữa. Thì lúc đấy cần phải tu tập đến những cái pháp, đó là những cái pháp môn. Lúc này cần phải áp dụng những cái pháp môn để thực hành mà giữ chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày và những cái công phu tu tập hàng ngày. Thế là những cái pháp môn đấy cần phải về cái người đấy, ví dụ như là mình phải biết mình muốn đối trị với một cái gì, với cái tâm gì, thì mình phải tu tập một cái pháp môn nó phù hợp. Ví dụ có những cái người mà thường thường đi chùa thì thấy rằng mình sẽ được dẫn những cái pháp môn như là pháp môn niệm Phật, thì đấy cũng là một trong những cái pháp môn để tu tập. Ví dụ như là đi đứng nằm ngồi, lúc nào cũng chánh niệm và chuyên tâm niệm Phật. Đây có ai niệm Phật không? Không, chưa ai biết tu tập à? Thì có những người mà biết tu tập niệm Phật ấy, thì đấy cũng là một cái pháp môn để tu. Niệm Phật nó nghĩa là trong tâm mình luôn luôn phải tưởng nhớ đến Đức Phật và phải tưởng nhớ đến các cái ân đức của Phật. Thì lúc đấy là niệm Phật. Ví dụ như là một cái người mình quy Tam Bảo là luôn luôn nhớ rằng mình là một cái người Phật tử. Mình luôn luôn có cái hình ảnh của Đức Phật ở trong tâm, mình luôn luôn tưởng nhớ đến Phật. Thì cái tâm mình luôn luôn tưởng nhớ đến Phật như vậy, thì mình có thể niệm một trong những cái ân đức của Phật. Ví dụ như là có Đức Phật có 9 những cái ân đức mà mình luôn luôn ghi nhớ. Ví dụ như Đức Phật là một bậc xứng đáng được cúng dường, Đức Phật là bậc chánh biến chi, Đức Phật là bậc minh hiện túc, minh hạnh túc, Đức Phật là bậc thiện thệ, Đức Phật là bậc thế gian giả, Đức Phật là bậc vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, Đức Phật là bậc thầy của trời người, Đức Phật là một cái bậc đáng được tôn kính. Thì một cái người luôn luôn tưởng nhớ như vậy thì đấy là cái người đấy là niệm ân Đức Phật. Một cái người luôn luôn niệm Phật ấy, và mình luôn luôn là có cái tâm cung kính Phật, mà mình luôn luôn giữ cái hình ảnh và những cái đức hạnh của Đức Phật ở trong tâm, thì là lúc đấy trong cái tâm của mình nó rất là cao thượng, nó không khởi lên những cái nỗi nầm. Mà khi mà mình làm một cái nỗi nầm thì nó tỉnh giác ngay, cái tâm mình nó tỉnh giác, nó biết là mình là Phật tử, mình là người con Phật, mình phải sống noi gương Đức Phật. Thì đấy cũng là một trong những cái cách tu tập. Ví dụ như là có một cái pháp gọi là tu tập, ví dụ như là vị đó niệm Phật là có những cái phương cách là niệm bằng tiếng Bali, thì ví dụ như vị đó nhắm mắt lại, vị đó hình dung đến hình ảnh Đức Phật, vị đó niệm Arahang, Arahang, Arahang. Đấy là một cái câu niệm Phật mà theo đúng cái tiếng Bali hay là cái tiếng Ấn Độ cổ đại như thời Đức Phật. Và Đức Phật hay dạy các Phật tử niệm Phật đó là niệm mấy câu Arahang, Arahang, Arahang. Arahang có nghĩa là Đức Phật là bậc xứng đáng được cúng dường, Đức Phật là bậc đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si nên ngài xứng đáng được cúng dường. Arahang, Arahang, Arahang. Và cứ niệm như mà một cái người mà mình có thể niệm Phật suốt ngày, có thể khi mình ngồi mình nhắm mắt lại mình hình dung ra hình ảnh Đức Phật, mình cứ Arahang, 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 và mình hình dung cái hình ảnh Đức Phật ở trước mặt mình tưởng niệm như vậy, và mình nhất tâm trên cái câu niệm Phật đấy, thì cái tâm của mình nó có thể định tĩnh trên cái câu trên cái ân đức của Phật, thì cái tâm của mình nó trở nên hân hoan, nó trở nên hoan hỉ, và nó sẽ làm cho cái tâm của mình trở nên thanh tịnh. Đấy là một cái cách niệm Phật. Khi mà niệm Phật như vậy thì nó vừa tạo ra phước, mà nó vừa tạo ra trí, mà nó vừa có thể tu được tâm. Khi mà mình niệm Phật như vậy, cái tâm rất là cao thượng, trí tuệ của mình nó rất là sáng suốt, và làm cho cái tâm của mình không có ô nhiễm và không có phiền não. Đấy cũng là một cái cách tu tập. Hay là một cái người mà mình trong cái cuộc sống hàng ngày mình cảm thấy mình có nhiều cái tâm sân hận, giận hờn, thì bây giờ mình muốn tu tập cho nó bớt những cái tâm sân hận này đi, thì lúc đấy mình phải tu tập cái tâm từ.
Ví dụ như là khi mình những cái lúc nào mình yên tĩnh, mình ngồi, mình nhắm mắt lại, đầu tiên là mình nhớ đến hình ảnh cái người nào đó mà mình kính trọng nhất. Cái người đó mà là cái người cùng phái với mình. Ví dụ người nam thì mình tưởng nhớ đến một cái người nam mà mình kính trọng, người nữ thì mình tưởng nhớ đến người nữ mà mình kính trọng ấy. Mình khởi lên cái ước muốn là cầu mong cho người này được an vui thoát khỏi những hiểm nguy, cầu mong cho người này được an vui thoát khỏi những hiểm nguy, tránh những nỗi khổ về thân và về tâm. Hoặc là mình chỉ chọn một trong những câu đấy thôi, mình cứ mong cho người này được an vui, mong cho người hiền thiện này được an vui, cầu mong cho người hiền thiện này được an vui. Thì cái tâm đấy có nghĩa là mình mong muốn cho người đó được an vui là tâm từ, thì tự nhiên lúc đấy mình cảm thấy cái tâm của mình nó an vui hẳn lên, và nó không có cái sân hận, nó không khởi lên nữa. Thì một cái người đấy cần phải tập như vậy một thời gian cho cái tâm mình nó thuần thục. Sau đó mình hướng tâm đến những cái người mà mình không có yêu mà không ghét, những cái người bạn mà không thân không ghét ấy. Mình cũng khởi lên cái ước muốn là cầu mong cho những người này được an vui hạnh phúc, cầu mong cho người này được an vui hạnh phúc. Rồi khi mà cái tâm đấy nó thuần thục rồi, mình có thể hướng tâm đến những cái người mà mình đang ghét, mình cũng cầu mong cho người này được an vui hạnh phúc, cầu mong cho người này được an vui hạnh phúc. Khi mà mình làm được như thế rồi, bắt đầu mình lần lượt mình đưa tâm của mình mở rộng dần dần ra, mình mở rộng những người ở gần này, rồi đến những người ở xa, những người ở trong làng, trong xóm của cái khu vực nhà mình, sau đó mở rộng ra lớn hơn nữa, rồi là mình cứ mở rộng mong muốn cho mọi người được an vui hạnh phúc như vậy. Có thể mình có thể mở rộng đến tất cả chúng sinh muôn loài, tất cả người và tất cả những cái chúng sinh khác mà mình có thể nhận biết được. Thì cái tâm đấy được gọi là cái tâm từ, và nó sẽ đối trị hết cái tâm sân hận của mình. Mình không còn khởi lên cái tâm sân hận nữa. Đấy là cái cách mà mình tu tập và có thể diệt trừ được cái tâm sân hận. Thì lúc đấy mình muốn không khởi lên cái tâm sân hận ấy, thì mình phải biết là nguyên nhân nào nó khởi lên tâm sân hận, và nguyên nhân nào nó có thể dứt được cái tâm sân hận này. Ví dụ như là một cái người mình luôn luôn nhìn vào cái nỗi của người khác, thì mình sẽ ghét cái người đấy và mình tức giận với người đấy. Tức là cái người đấy mình phải nghĩ là cái người này làm hại mình, hoặc là người này đã làm hại mình, đang làm hại mình, sẽ làm hại mình. Cái người này đã, đang hoặc sẽ làm hại những người thân của mình, hoặc là những cái người này làm lợi ích cho những cái người mà mình ghét. Thì đấy là nó sẽ khởi lên cái tâm sân. Nếu bây giờ mình mà bỏ thay đổi cái quan điểm đấy, và mình sẽ khởi thành cái tư tưởng đó là luôn luôn nhìn vào cái mặt tốt của người khác, mình biết mình thấy những cái người đấy mình là những cái người tốt, mà mình không nhìn vào những cái nỗi của họ mà mình nhìn vào những cái điểm tốt, thì mình sẽ không có sân hận với ai. Vậy thì trong cuộc sống này là như vậy. Như là một cái người mà cứ hay đi soi mói nỗi lầm của người khác, hay nói xấu người khác, thì cái tâm sân của cái người đấy cứ tăng dần lên. Tức là người sẽ khi mà cái, tất cả cái tâm của mình nó cũng là do thành cái thói quen ấy, do tự mình rèn luyện, do cái môi trường hay là do cái văn hóa và do cái tư tưởng của mình nó khởi lên. Ví dụ như mình thấy những người khác hay soi mói nỗi lầm, hay nói xấu người khác, rồi mình cũng bắt chước, cũng đi soi mói nỗi lầm mà nói xấu người khác. Như vậy tự nhiên nó sẽ tạo ra thành cái thói quen, đó là cứ người này đi nhìn nỗi người khác, và lúc nào cũng khởi lên cái tâm tức giận với nhau, cái tâm không hài lòng với nhau. Thì đấy được, những cái tâm đấy được gọi là tâm sân. Những cái tâm sân này nó lâu ngày thì nó cứ tăng trưởng và dần dần nó sẽ mạnh lên. Nếu như đến lúc mình chết mà trong cái tâm cuối cùng của mình nó mà khởi lên tâm sân thì mình sẽ đọa vào những cõi khổ như địa ngục, ngã quỷ súc sinh. Cái mình chết với một cái tâm vô sân, không có sân hận giận hờn với ai, thì mình sẽ được sinh lại làm người hoặc sinh về các cõi thiên giới này. Thì đấy là cái việc tu tâm nó còn tạo ra những cái phước còn mạnh hơn là những cái việc tu tập các cái phước khác. Thì tất cả những cái phước và tội nó đều bắt nguồn từ cái tâm của con người. Nếu cái tâm của mình là tâm thiện thì nó tạo ra phước này, mà cái tâm bất thiện thì nó tạo ra tội lỗi. Vì vậy cái người mà biết tu tập là cái người biết đoạn trừ những cái cội gốc của những cái nỗi lầm, và biết
phát sinh cội gốc của những cái điều phước lành nó ở trong tâm. Cho nên là cái việc tu tâm là cái pháp tu cao hơn là những cái việc mà mình làm bằng cái hình thức ở bên ngoài. Còn có những cái khi mình muốn tu tập nữa, đó là một cái người mình nhìn vào những cái người mà người ta đang khổ đau. Ví dụ như là mình thấy một cái người mà người ta tàn tật, một cái người ta đang chịu ốm đau bệnh tật ấy, mình cảm nhận được cái nỗi khổ của người đó, mình khởi lên cái ước muốn cầu mong cho cái người này thoát khỏi khổ đau, cầu mong cho người này thoát khỏi khổ đau, thì lúc đấy mình cảm thấy cái tình thương nó khởi lên, thì cái tình thương đấy được gọi là tâm bi hay được gọi là tâm bi mẫn. Thì cái tâm tâm bi đấy mình sẽ tập cho nó khởi lên và làm cho nó thuần thục, sau đó mình mở rộng ra. Như mình mở rộng ra mình biết là ai cũng có những nỗi khổ, tất cả mọi người có thân này là có khổ, khổ về già, khổ về bệnh, khổ về chết, khổ vì về thân, khổ về tâm, khổ về cái sự luân hồi tái sinh. Sau đó thì mình hướng tâm đến một cái người khổ đau đấy, sau đó mình bế tác ý đến cái nỗi khổ đau của tất cả chúng sinh muôn loài. Thì mình rồi mình khởi lên cái ước muốn là mong cho mọi người, mong cho tất cả mọi người thoát khỏi khổ đau, mong cho mọi người thoát khỏi khổ đau. Thì cái người đấy sẽ tràn ngập cái tình thương. Tức là cái người đấy sống chỉ có cái tình thương với mọi người, thì cái người đấy không còn ác ý với ai. Thì nó sẽ có hai cái. Một là cái người có tình thương thì không có cái ác tâm. Người không có tình thương thì sẽ có ác ý. Tức là một cái người mà không có tình thương nhìn thấy ai cũng cảm thấy khó chịu, cũng cảm thấy bực bội khó chịu. Nhưng mà một cái người mà có cái tình thương thì người ta sẽ nhìn thấy ai người ta cũng yêu quý cái mọi người, yêu quý chúng sinh muôn loài. Vậy thì có nghĩa là nó có cái tâm từ và tâm bi là như vậy. Tức là tâm từ đó là mong cho mọi người được an vui thì đó là tâm từ. Cái tâm bi là mong cho mọi người thoát khổ đau thì đó là tâm bi. Thì đấy được gọi là lòng từ bi. Đức Phật hay dạy là sống phải có cái lòng từ bi là như vậy. Nhưng mà mình phải biết cách khơi lên cái lòng từ bi đấy thì nó mới có, chứ không phải là mình tự nhiên mà nó có. Mình phải tu tập một thời gian thật dài thì cái tâm từ bi đấy nó mới thuần thục. Thế nhưng còn cái tâm nữa đó là tâm hỷ xả. Đầu tiên là có cái tâm khác. Một cái người muốn tu tập để phát triển là cái tâm hỷ, thì đầu tiên là mình hướng tâm đến một cái người nào đấy mà người ta có một cái sự thành tín, tức là một cái sự thành công, một cái sự thành đạt. Tức là mình thấy là cái người này có cái sự thành đạt về danh vọng, có cái sự thành đạt về sự nghiệp, có cái sự thành đạt về tâm linh, có cái sự thành đạt về trí tuệ. Đấy là mình thấy một cái người khác, người ta có một cái mặt thành công nào đấy nhé, và mình khởi lên cái tâm hoan hỷ, nghĩ rằng là mong cho người này không phải xa lìa thành cái những cái thành công mà họ đạt được, mong cho người này không phải xa lìa những thành công mà đạt được. Bây giờ mình chỉ cần hướng tâm đến một cái người nào đó mà mình thấy người ta đang có cái sự thành công, mình tác ý như vậy, trong tâm của mình nó khởi lên cái hoan hỷ ngay lập tức, mình cảm thấy nó có cái niềm vui ở trong tâm mình. Thì sau đó thì mình sẽ mở rộng cái niềm vui đấy ra tất cả mọi người, cái tâm hoan hỷ đấy. Mình biết là vậy thì tất cả mọi người ai cũng có những cái thành công của riêng họ. Ví dụ như mình được, tất cả chúng sinh được sinh, được làm cái thân người này. Đấy là một cái sự thành tựu, đấy là một cái phước lành này, một cái công, một cái sự thành công. Và mình khởi lên cái tâm là mong cho mọi người không phải xa lìa những thành công mà đã đạt được. Vì ai mình cũng có những cái thành công riêng của nhau. Thế ai về mình khởi những cái tâm chung chung như vậy thì mình sẽ có cái tâm hoan hỷ. Thế một cái người mà tập như vậy thì cái người đấy sẽ luôn luôn lấy cái niềm vui của người khác làm cái niềm vui của mình. Mình sẽ thấy là cuộc sống này luôn luôn tràn ngập những niềm vui. Mình thấy ai có niềm vui là mình hoan hỷ chúc mừng. Vậy thì nó sẽ khác nhau ở trên đời đó là một cái người là mình luôn luôn ganh tị với sự thành công của người khác. Một cái người mà không biết tu tập cái tâm hỷ, cái tâm tùy hỷ, hoan hỷ, thì cứ thấy người khác mà thành công là bắt đầu mình sẽ khởi lên cái tâm gọi là tức tối. Cái tâm đấy gọi là tật đố ganh tị. Thì cái tâm ganh tị đấy cũng là tâm sân, và nó cũng làm cho cái người đấy trở thành cái người xấu, người bất thiện. Và cái người nào biết tu tập tâm là cái người biết thay đổi cái tâm của mình như vậy. Đó là cũng nhìn vào sự thành công của người khác với cái tâm hoan hỷ, với cái sự chúc mừng, chứ không phải là với cái tâm ganh tị. Thì cái tâm của người đó sẽ luôn luôn an vui mà không có những cái phiền muộn, không có những cái phiền não ở trong lòng.
À, và có một cái cách tu tập về tâm nữa, đó là mình giữ một cái tâm xả. À, một cái tâm xả ở đây đó là luôn luôn quán đâu nào, chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp. Nhưng là mình biết được là lúc đấy mình khởi lên cái tâm là mình thấy những người khổ đau là do những cái nghiệp bất thiện mà họ đã làm, những cái người an vui là do cái nghiệp thiện mà họ đã tạo. Vậy thì lúc đấy mình khởi lên một cái tâm dừng dưng tự tại đối với tất cả mọi người, như là mọi người là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Thì cái lúc đấy mình luôn luôn phải tác ý như vậy, vì người khổ đau là do nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, người an vui là do nghiệp thiện đã tạo. Thì ai tạo nghiệp gì thì sẽ có cái quả như vậy. Và cái lúc đấy mình sẽ cảm thấy cái tâm của mình nó không có sự dính mắc với ai, tức là không có sự dính mắc no nắng hay là buồn phiền với bất cứ một ai. Ví dụ như là những cái người, có những cái người sống ở trên đời mình quá là có cái sự quan tâm đến mọi người mà nó sự trở nên thái quá, hay là mình lo lắng cho những người thân nó trở nên nhiều quá, thái quá, thì lúc đấy cái tâm của mình nó sẽ trở nên bất an. Ví dụ có những cái người mà mình có một cái tình thương đối với những cái người thân mà đến nỗi mà đến khi chết mình không nhắm mắt được, hoặc là chết mà cũng không sao mà dứt bỏ cái lưu luyến đi được. Cho nên là có rất nhiều người chết sinh làm ngã quỷ là vì không dứt ra được cái tình cảm. Có rất là nhiều những cái ái luyến, có rất nhiều những cái lưu luyến với con cháu, với người thân, với gia đình, với bạn bè. Thì những cái tình thả cảm, những cái lưu luyến đấy nó cũng sẽ làm cho cái tâm lý của mình luôn luôn trở nên bất an lo lắng, bất an lo lắng buồn phiền. Đấy, thì một cái người muốn an vui tự tại thì cái người đấy cần phải có cái sự hiểu rằng là ai tạo nghiệp gì thì sẽ đi theo cái nghiệp đấy. Như là nếu như bây giờ mình có mình cứ nghĩ rằng nếu không có mình không biết những người thân thì người ta sẽ sống như thế nào. Mình cứ nghĩ như vậy và mình cảm thấy mình là chỗ dựa cho mọi người, mình lo lắng cho mọi người, thì cái đấy là cái tâm luyến ái của mình thôi. Chứ thực ra không có mình, mọi người người ta vẫn tự tại, người ta vẫn, vì mỗi người người ta có cái nghiệp của họ, người ta đã sinh ra trên cuộc đời này là ai cũng có nghiệp của mình. Nếu bây giờ mình chết đi cũng mọi người vẫn sống theo cái nghiệp của mình, của người đấy, và không có ảnh hưởng gì hết. Và mình như vậy là tự nhiên mình cảm thấy mỗi người nó có một cái sự độc lập, mỗi người nó có một cái nghiệp riêng biệt, có cái sự độc lập riêng. Mình cảm thấy đỡ luyến ái, đỡ dính mắc. Ví dụ như là bây giờ có một cái người thân mà mình chết đi và mình rất là buồn phiền, lo lắng, thương tiếc, đau khổ, thì đấy là cái tâm luyến ái của mình. Nhưng mà nếu như một cái người biết rằng là cái người này chết sẽ đi theo nghiệp của mình, người chết ấy, là cái người này chết là do cái nghiệp của họ phải chết. Có thể là người này chết sớm, nhưng mình cũng biết là vì cái nghiệp của họ chỉ có đến thế thôi. Ví dụ như mình, một cái người sống ở trên đời này, có những cái người người ta có thể sống hàng trăm tuổi, đó là cái nghiệp thiện, cái phước nghiệp nó quá lớn. Có những người chỉ sống được 5-7 tuổi là đã chết rồi, vì cái nghiệp của họ chỉ có duy trì được cái thọ mạng như vậy. Nhưng kể cả cái tuổi thọ của mình cũng vậy, nếu như cái phước nghiệp mình nó còn, nó sẽ duy trì được cái thọ mạng lâu. Nhưng khi nào phước nghiệp nó hết, nó sẽ cắt đứt cái thọ mạng này. Nếu cái phước nghiệp ở hiện tại mình tạo ra nhiều hơn, nó có thể hỗ trợ cho cái phước ở quá khứ nữa, mình có thể sống lâu được. Nhưng cũng có người cả quá khứ hiện tại nhưng người ta không biết tạo phước, người ta đã sát sinh quá nhiều rồi, thì những cái phước đoạn thọ này, cái nghiệp đoạn thọ người ta đã có sẵn rồi, thì giờ đời này sinh ra họ chỉ sống được đến cái tuổi như thế thôi, không thể nào hơn được nữa. Vậy thì người ta chết là do cái nghiệp nó đã hết. Có người chết thì do cái thọ mạng nó đã hết, có những người chết thì do bị cắt đứt thọ nghiệp và thọ mạng. Thế thì một cái người luôn luôn quán theo nghiệp như thế thì mình sẽ cảm thấy nó có cái sự tự tại, và sau này mình chết mình cũng đi theo nghiệp mình. Mình sống ở trên đời mình an vui là do cái nghiệp của mình khổ đau cũng là do nghiệp của mình, những cái người thân của mình cũng chẳng hỗ trợ được. Có những cái lúc mà mình đang buồn phiền khổ não nó ập đến, mà lúc đấy những người thân của mình cứ bảo thôi buông bỏ hết nó đi, dù có an ủi mình bao nhiêu thì mình cũng phải trả hết cái nghiệp đấy nó mới hết. Có những cái lúc cái bệnh tật hay những cái tai nạn
khổ đau nó đổ vào, tức là cái nghiệp của mình nó đổ, cái nghiệp bất thiện nó trổ quả. Lúc đấy mình gặp những cái chuyện buồn phiền khổ đau, có thể là bệnh tật, tai nạn nó đến, thì dù những người thân của mình có ở bên cạnh cũng không gánh đỡ cái điều đó cho mình được. Cũng như vậy, cho đến khi cái chết nó đến vậy cũng không ai gánh cho mình được, là mình phải tự gánh cái nghiệp của mình. Cho đến lúc chết rồi mình tái sinh về đâu thì cũng là do nghiệp của mình, và những cái lúc đấy cũng không có ai có thể hỗ trợ cho mình. Nếu như mình phải đọa xuống địa ngục thì cũng không có ai xuống địa ngục mà cứu được mình hết. Mình nợ làm ngã quỷ súc sinh cũng vậy, cũng chẳng ai cứu được. Mà bây giờ chỉ có là do cái nghiệp của mình mới cứu được mình. Vậy thì bây giờ mình mà muốn được an vui, mình phải tự tạo cái nghiệp lành cho mình, chứ không phải mình nương tựa vào người khác. Vậy thì người khác cũng thế, những người thân ngay là người xa người gần cũng thế thôi, cũng đều nương tựa vào cái nghiệp của chính họ, chứ họ cũng không phải là họ nương tựa được vào mình. Vì vậy nên là phải sống, mình phải luôn luôn quán là mọi người là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Mỗi người đều là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Thì cái mình sẽ cảm thấy nó có cái sự an nhiên tự tại, không có lưu luyến, không có dính mắc, không có quá là buồn phiền, cũng không có quá là an vui. Cái người đó sẽ giữ được cái tâm nó thản nhiên tự tại. Vậy thì nó có những cái cách tu tâm là như vậy. Với một cái người có tâm sân thì mình phải hành tâm từ để nó sẽ có được cái tâm hết tâm sân. Một cái người mình hành được cái tâm bi thì nó có được cái tình thương, mình hết những cái não hạn, mình biết hoan hỉ với những cái niềm vui của người khác thì mình sẽ không có ganh tị với ai. Mình biết buông xả cái lưu luyến bằng cái cách là mình quán về cái tâm xả, thì mình sẽ có được cái tâm nó tự tại. Tự tại mà thì cái tâm tự tại nó cũng làm bớt đi những cái sầu bi ưu não. Đấy là những cái cách tu tâm. Hay là có những cái người thì cái tâm trí của mình nó luôn luôn tán loạn, tức là khi mà mình ngồi đây mà cái tâm của mình nó suy tư vọng tưởng, nó bất an lo lắng đủ mọi chuyện trên đời, thì cái người đấy cần phải tu tập sao cho cái tâm của mình nó định tĩnh lại. Định tĩnh lại bằng cái cách đó là cái người đấy phải tập một cái pháp thực hành về tu thiền chẳng hạn. Ví dụ như là cái vị đó một ngày mình phải bỏ ra một hai thời công phu, tức là có thể ngồi 1 tiếng 2 tiếng hoặc 3 4 tiếng, càng nhiều càng tốt. Mình nhắm mắt lại, mình giữ lưng thẳng để tâm trên cửa mũi này, chú tâm vào cái hơi thở. Khi hơi thở nó đi vào thì mình biết là hơi thở đi vào, hơi thở đi ra mình biết hơi thở đi ra. Mình có thể đếm hơi thở từ 1 đến 10, hơi thở đi vào đi ra đến 1, đi vào đi ra đến 2, hơi thở vào ra đến 3 4 5 6 7 8 9 10, rồi lại đếm từ 1 đến 10. Cứ tập đếm hơi thở như vậy khoảng 30 phút, sau đó mình không đếm nữa, mình vẫn để cửa mũi này, mình biết hơi thở đi vào, mình biết cái hơi thở đi ra. Đó. Cứ tập như vậy, một khi tâm nó nghĩ sang chuyện gì khác thì mình xua đuổi cái suy nghĩ đi, biết không được nghĩ chuyện này nữa. Mình nhắc nhở cái tâm là tránh tập trung về hơi thở, tập trung về hơi thở. Thì nếu như một cái người mà tập như vậy một thời gian thì cái tâm của mình nó sẽ thuần thục cái sự nhận biết hơi thở. Nó thuần thục rồi thì nó sẽ buông bỏ được tất cả những cái vọng tưởng, những cái phiền não khác. Thì những cái tâm của mình nó sẽ không còn nghĩ năng xăng, không nghĩ nan man nữa. Và cái tâm đấy bắt đầu nó định tĩnh. Thì cái tâm định tĩnh bắt đầu nó sẽ trở nên trong sáng. Nếu như mà một cái người ngồi tốt lâu ngày, mình sẽ thấy trước mặt mình nó cứ có cái bằng ánh sáng nó xuất hiện. Dần dần nó cứ sáng rực lên. Thì cái đấy được gọi là ánh sáng trí tuệ. Thì cái người mà tu tập thì nó sẽ sinh ra này, từ cái tâm định thì nó sẽ sinh ra trí tuệ. Cho nên là một cái người mà thực hành thiền, mà thực hành một cách sung mãn thuần thục, thì cái vị đó sẽ làm cho tất cả những cái phiền não nó cấu uế, nó lắng xuống, và cái tâm thanh tịnh định tĩnh nó khởi lên. Vì đó có thể chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì nhờ có cái tâm định tĩnh như vậy, nếu một cái người nào mà chuyên tu thì người đấy có thể là phát triển được những cái tâm định, như là người đấy có thể nhớ về các đời sống quá khứ của mình, vì đã có thể thấy được những cái kiếp sống quá khứ. Ví dụ như cái người đấy nghĩ rằng cái đời trước này mình khi mà chưa sinh ra ở cái kiếp này, mình đã ở cái kiếp nào, mình có thể hướng tâm về những kiếp quá khứ của mình sẽ thấy những cái kiếp quá khứ là mình đã sinh ra ở cái cõi nào,
mình đã sinh ở cái cõi người mình sinh lại, hay là ở cõi thiên giới mình sinh về đây, hay là ở những cái cõi địa ngục ngã quỷ súc sinh mình sinh về cái cõi nào. Mình có thể nhớ về một đời, hai đời, 10 đời, 20 đời, 100 đời, 1000 đời, hàng trăm ngàn đời kiếp trước cũng được. Nếu như cái tâm của mình định thế, mình nhớ lại, mình có thể phát triển được những cái khả năng nhớ lại được những kiếp sống quá khứ. Nên một cái người mà với cái tâm định tĩnh như vậy, cái người đấy có thể thấy được những cái chúng sinh khác chết chỗ này sẽ sinh về chỗ kia. Ví dụ như là một cái người đấy, cái tâm định tĩnh thuần tịnh siêu nhân vững chắc bất động, nhờ cái năng lực của cái sự tập thiền đấy, mình có thể biết được những người thân của mình chết rồi họ đã đi đâu. Mình sẽ thấy có những cái người chết rồi đã phải đọa vào địa ngục, có những người chết phải đọa làm ngã quỷ, có những người chết phải làm súc sinh, có những người chết để sinh lên các cõi thiên giới, có những người chết rồi đã sinh trở lại làm người. Đấy được gọi là sinh tử trí. Tức là nhờ cái sự tu tập mình có thể biết được cái người này chết chỗ này sinh về chỗ kia. Và cái người đấy mới thấy được rằng không chỉ có cái cõi người này mà còn có nhiều cõi sống khác. Có những cái cõi sống mà mắt thường không thấy được, nhưng cái ánh sáng trí tuệ có thể thấy được. Bằng cái trí tuệ mình có thể thấy được, ví dụ như các vị chư thiên, cái cõi ở ngã quỷ súc sinh là những cõi mình không thể thấy bằng mắt thường được, nhưng mà mình có thể thấy bằng cái mắt tuệ. Mà cái mắt tuệ đấy là cái tu tập làm cho tâm mình định tĩnh mình mới thấy. Vậy thì mới biết, lúc đấy mình mới tin là để người nào làm việc ác thì phải đọa xuống cõi khổ đau như địa ngục ngã quỷ súc sinh, người nào làm việc thiện thì sẽ được sinh trở lại làm người hoặc sinh về các cõi thiên giới. Đó là sự thật. Và cái sự thật đấy chỉ có sự tu tập về tâm linh phát sinh ra trí tuệ giác ngộ mới thấy được. Còn với một cái người phàm phu bình thường bằng cái con mắt phàm mắt thịt này thì mình không thấy được điều đó. Vậy cho nên là cần phải có cái sự tu tập về trí tuệ, và có cái sự tu tập về tâm thì lúc đấy mình mới thấy rằng bây giờ làm sao để một cái người có được cái sự an vui tuyệt đối, không còn khổ đau, không còn luân hồi sinh tử nữa. Thì cái người đấy cần phải tu tập để đoạn trừ vô minh, đoạn trừ những cái phiền não này đi. Vì cái người đấy cần phải tu tập về trí tuệ. Tức là cái người đấy tu tập về trí tuệ, vị đó biết rằng là chúng sinh mà cứ luân hồi sinh tử là do còn tham đắm cái thân ngũ uẩn này, tham đắm với cái sắc thân, với cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức. Thì vị đó mới phân tích ra là cái sắc thân này ấy, nó chỉ là những cái hạt vi trần, nó có cái tính sinh diệt liên tục. Thế vị đó mới đoạn trừ cái tham ái đối với cái sắc. Cái thọ, tức là những cái dòng tâm của mình, nó có những cái vui buồn. Cái vui buồn ấy luôn 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 sinh diệt và nó không có cái ta ở trong đấy. Một cái người mà không có biết là thân này là tứ đại, không phải là ta, là cái người đó có một cái sự giác ngộ, thoát ra khỏi cái dính mắc. Một cái người biết rằng cái sự vui buồn chỉ là cái dòng cảm thọ của tâm, không phải là ta vui buồn, là vị đó thoát ra khỏi cái sự chấp thủ vào cái cảm thọ. Một cái người biết rằng là cái tư tưởng, tức là mình có cái tư tưởng nhớ nghĩ chuyện này chuyện kia, thì cái tư tưởng đấy nó chỉ là một cái dòng tâm thức nó khởi lên rồi nó diệt đi, nó không phải là cái không phải là ta. Hay là những cái hành động, ví dụ như là mình ta nghĩ ta làm việc này, ta làm việc kia, thì đó cũng chỉ là một cái hành động, một cái dòng tâm nó khởi lên cái ý muốn hành động. Một cái thức nhận biết, ví dụ mình biết cái này, biết cái kia, thì cái đấy nó chỉ là một cái tâm thức nó khởi lên. Và nó không có cái ta ở trong cái thân này, nó không có cái ta ở trong cái tâm này. Cái tâm nó bao gồm cái cảm thọ vui buồn này, cái tư tưởng này, những cái hành động và những cái nhận biết. Thế một cái chúng sinh mà thường ở trên đời là có cái sự tà kiến, đó là chấp rằng là thân này là ta, cái cảm thọ vui buồn là ta, cái tư tưởng là ta, cái hành động việc làm là ta, cái ý thức nhận biết là ta. Vì những cái suy nghĩ như vậy nên là sinh ra tà kiến, sinh ra tham ái, sinh ra chấp thủ và đi tái sinh luân hồi. Và một cái người tu tập về trí tuệ, đó là phân biệt ra được là cái thân này không phải là ta, cái thọ vui buồn không phải là ta, cái tư tưởng, cái nhận thức, cái hành động không phải là ta. Tức là cái người đấy là giác ngộ, là đoạn trừ được phiền não và đoạn trừ được luân hồi sinh tử. Thì đấy là một cái cách tu tập về tuệ quán. Và cái pháp tu tập đấy nó rất là thâm sâu. Vậy là cái sự tu tập là nó có cái tuần tự từ thấp đến cao như vậy.
thì là nhất là cái sự tu tập là tạo phước, và không phải là cầu phước mà là tạo phước. Cái sự tu tập là tu phước và nó kết hợp với trí, hoặc là phước ấy nó không có trí. Vậy một cái người mình có học pháp, có hiểu pháp, khi mình làm phước nó sẽ đi kèm với cái trí tuệ. Còn cái người mà không biết nghe pháp, không hiểu pháp thì mình chỉ có phước mà không có trí. Và có những người biết cách tu tâm, có những người thì biết cách tu trí để đi đến cái sự giác ngộ hoàn toàn. Thì trong cái giáo pháp của Đức Phật là như thế, nó rất là thâm sâu, rất là mầu nhiệm. Nếu như vậy cho nên là một cái người mình cần phải biết học pháp, sau đó phải biết thực hành cái giáo pháp đấy, thì mới mình có mới có được cái sự lợi ích, có được cái sự tiến hóa về cái tâm mình, có cái sự khai mở, có cái trí tuệ mà càng ngày nó càng đi đến cái sự giác ngộ hơn. Đấy là vì vậy nên là chỉ đi chùa lễ Phật thôi thì nó sẽ không bao giờ hiểu được những cái sự mầu nhiệm của giáo pháp, mà mình cần phải có những cái khóa tu tập, tức mình phải tham gia những cái khóa tu tập, cần phải học và cần phải thực hành những cái giáo pháp đấy, mình mới thấy được cái sự mầu nhiệm ở trong giáo pháp này. Thế nên là cái từ phải chịu khó tu tập ha. Tu tập chứ không nên đi lễ theo kiểu mê tín thế gian thì chẳng lợi nạc gì. Mà mình phải tu tập để cho nó tăng trưởng cái phước lành và tăng trưởng trí tuệ lên thì mới có lợi lạc. Bây giờ này hết giờ rồi, hôm nào đi về đây tu tập để chịu giảng nữa cho. Bây giờ mọi người đọc theo sư nhé. Phước lành này của con, phước lành này của con, nguyện đoạn trừ các nợ hoặc trầm luôn,